là trời đang mưa nhưng mà mình vẫn ra clip các bạn nhá. Các bạn xem clip của mình thì hãy ấn đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Làm video mà được các bạn xem ủng hộ nên là mình rất nhiệt tình, cảm thấy rất vui. Sân này rỗng hết rồi nhờ. Vâng. Chính như ngày xưa lấy cái nhà này bây giờ lại thành ngon. Ê, em nói anh bây giờ trời đang mưa khá là to rồi các bạn nhá. Nhưng mà mình phải đi theo chiếc xe công nông này để đến bãi xúc cát. Giờ tôi lại di chuyển sang một bãi khác để review cho bạn xem những chiếc máy xúc làm việc nhé các bạn nhé. Tôi lại đang đi đến một công trình nữa. Ở khu vực này đang làm cái bờ kè các bạn nhé. Các bạn có thấy trời đang mưa không? Tôi sắp ướt hết người rồi. Nhưng mà để kịp ra cái video tối nay đi về cho bạn xem. Vừa rồi thì anh thanh niên tưởng là mình ở bên thanh tra hay điều tra gì, có đỗ lại hỏi.
và mấy các bạn, đây là chiếc Komatsu BC60 các bạn nhé. Chiếc này đeo biển màu vàng, có nghĩa là máy xúc làm đê nhé các bạn nhé. Máy xúc này là máy xúc làm đê. Máy thời tiết mưa nhưng mà rất là mát mẻ, rất là đẹp. Đây quay cho bạn xem cái bờ kè này. Cái bờ kè này ở video trước mình có làm cái video ở đây rồi. Thì cái ngày mà nó còn chưa đặt một chút nền móng nào.
kết thúc video đây nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhá. Các bạn hãy ấn like, đăng ký và chia sẻ video cho mình nhá.